Đây là một cây cầu dân sinh được xây dựng bằng vật liệu bê tông truyền thống. Còn đây là cây cầu dân sinh nối giữa hai thôn Nang An và thôn Xuân Hồi, xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, được sử dụng vật liệu bê tông siêu nhẹ và siêu bền UHPC. Không cần nhiều nhịp cầu, bề mặt cầu chỉ dày khoảng 5 cm. Quá trình thi công lắp ráp chỉ mất 15 ngày và độ bền rất cao. Đây là ứng dụng của một loại vật liệu mới được nghiên cứu bởi tập thể Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Bộ Xây dựng. Rồi có cái cầu này chúng tôi chở lúa thì chở mạ sang nó cũng tiện lợi. Cầu này vững chãi chứ không như những cái cây cầu khác. Để con cầu mà nó quan sông này theo thực tế đấy thì nó rất rộng, mà xây dựng theo cái chất liệu truyền thống thì đối với đơn vị địa phương là rất khó. Cho nên là sau khi được cái sự thiết kế của Viện Khoa học Công nghệ của Bộ Xây dựng về thì với cái chất liệu nhẹ, bền và nó rất phù hợp với con sông. Bắt đầu nghiên cứu và ấp ủ việc ứng dụng loại bê tông chất lượng siêu cao UHPC từ cách đây 17 năm, tiến sĩ Trần Bá Việt, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng cùng các học trò của mình là những đoàn viên, thanh niên còn rất trẻ, đã từng bước phát triển các tính năng và tính ứng dụng của loại vật liệu mới này. Đến nay đã có nhiều đề tài khoa học và công trình sử dụng vật liệu UHPC để giảm thiểu chi phí và thời gian, công sức thi công. Trong đó, tới đây, việc triển khai đề tài xây dựng nhà lắp ghép sử dụng bê tông UHPC đưa ra các huyện đảo tại Trường Sa được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều hiệu quả. Mục tiêu chính của cái đề tài là phải nghiên cứu ra một cái giải pháp sử dụng cái vật liệu mới cho các công trình xây dựng trên đảo với cái giá thành hợp lý. Mục tiêu của viện là phải đào tạo các em trở thành những cái nghiên cứu viên của viện. Và chính cái điều ấy là các em được tham gia những cái nhóm nghiên cứu này và là những cái người thực hành rất là tốt, rất là nhiệt huyết. Và trên cơ sở đó dần dần sẽ nắm được những cái tiến bộ kỹ thuật cũng như các nghiên cứu cơ bản. Thì Đoàn Thanh niên viện cũng xác định đấy là một cái nhiệm vụ trọng tâm và luôn là đặc biệt là trong cái đơn vị nghiên cứu như là Viện Khoa học Nghệ dựng. Thì các đặc biệt trong cái công nghệ bê tông tính năng siêu cao là một trong những công nghệ mà được ứng dụng, được đẩy mạnh ứng dụng trong thời gian gần đây. Là lĩnh vực đòi hỏi tính sáng tạo cao, ngành xây dựng luôn cần nhiều hơn sự đóng góp, cống hiến trí tuệ, tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ trẻ trong công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học, góp phần đẩy nhanh sự phát triển của ngành xây dựng nước nhà, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.